Trong bối cảnh công nghệ giao thông phát triển mạnh mẽ và yêu cầu cấp bách về giảm thiểu khí thải đô thị, nhiều dòng xe mới chạy bằng điện đã ra đời. Điều này đòi hỏi các kỹ sư, thợ sửa xe ngày càng phải cập nhật kiến thức để đáp ứng nhu cầu việc làm trong thời đại 4.0. Và nhằm cung cấp kiến thức sửa chữa ô tô, xe máy công nghệ mới, Trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội đã thành lập Trung tâm Đào tạo ứng dụng công nghệ cao Motosite TV, đào tạo chính quy chính chỉ nghề ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cao cho khu vực miền Bắc. Cách đây 2 năm, anh Trường Giang muốn học nghề sửa xe, phải vào thành phố Hồ Chí Minh để học nghề. Nhưng giờ đây, tại Trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội đã có trung tâm đào tạo sửa chữa ô tô, xe điện, xe máy, mô tô xe của TV, đào tạo chính quy, chứng chỉ nghề với khóa học dài hạn và ngắn hạn. Với chương trình đào tạo được xây dựng trực tiếp và trực tuyến, các thợ sửa xe cũng như các bạn trẻ đam mê lĩnh vực này tại Việt Nam có thể tiếp cận công nghệ cao về nguyên lý vận hành động cơ xe, hệ thống điện phi và ứng dụng các công nghệ mới. Hiện tại Việt Nam mình là đông dân và cái ngành sửa xe máy đang cần rất nhiều thợ, mà theo chính sách mới của pháp luật và nhà nước mình thì cần một cái bằng chính quy. Đối với nghề sửa xe máy thì theo mình cái học tại trung tâm Motosite TV là nó hợp lý. Và thứ hai là theo cái mô hình là sáng các bạn học lý thuyết, chiều các bạn sẽ được thực hành trên ngay những chiếc xe trên thực tế, và một số mô hình đã thực tiễn thì việc đấy phát triển cho nó đáp ứng tốt cho cái người thợ và người học ra đường nhanh chóng, đáp ứng được nhu cầu của người sử dụng. Trường Cao đẳng Điện tử Điện lạnh Hà Nội là một trường nghề về công nghệ có truyền thống của Hà Nội. Chúng tôi cũng xác định là cái thị trường ô tô xe máy là thị trường mà còn đang có cái nhu cầu rất lớn về người lao động. Hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều như cửa hiệu sửa xe động cơ xăng nhưng sửa chữa động cơ điện thì không làm được. Thế là với cái khoảng trống của thị trường này thì Trường Cao đẳng Điện lạnh Hà Nội thành lập trung tâm sửa chữa ô tô xe điện xe máy ứng dụng công nghệ cao để phục vụ tốt cho cái nhu cầu đào tạo và học tập trong lĩnh vực này. Trước tình trạng nhiều thầy thiếu thợ, đặc biệt là các thợ xe có kiến thức, kinh nghiệm và tay nghề, Trung tâm đào tạo sửa chữa ô tô, xe điện, xe máy ứng dụng công nghệ cao Motosite TV đặt mục tiêu đào tạo những học viên thợ xe tương lai thành một thợ xe có tay nghề ổn định, có thu nhập tốt với cơ hội nghề nghiệp cao. Những học viên này đáp ứng được nhu cầu lao động ở thành phố Hà Nội và miền Bắc, nơi có lưu lượng phương tiện giao thông vận tải lớn nhất cả nước.